Cú song kiếm hợp bích khiến Trung Quốc điêu đứng, các nước Đông Nam Á sắp được lợi lớn. Nguồn cung than bị thiếu hụt, xuất khẩu bùng nổ và việc chính quyền địa phương nỗ lực cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng công nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải khí carbon như cú song kiếm hợp bích khiến nước này rơi vào tình cảnh khủng hoảng thiếu điện nghiêm trọng như hiện nay. Nhu cầu năng lượng tăng cao trong bối cảnh còn một chiến dịch thúc đẩy sự phục hồi sau đại dịch COVID-19, cùng lúc nguồn cung than sụt giảm, theo chiến dịch giảm phát thải của chính phủ Trung Quốc, đã tạo ra cơn bão hoàn hảo đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào cuộc khủng hoảng thiếu điện tồi tệ nhất từ trước đến nay. Kể từ cuối tháng 9, nhiều vùng của Trung Quốc đã bị thiếu điện trầm trọng. Các chính quyền địa phương đã áp dụng chính sách cắt điện luân phiên đối với những khách hàng sử dụng điện công nghiệp và thậm chí là cả người dân. Và hệ quả là gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu khi các nhà máy dệt, thép và các nhà máy khác đóng cửa và sản xuất lao dốc. Giá than tăng, làn sóng xuất khẩu bùng nổ. Tôi chưa bao giờ chứng kiến tình trạng này trong 20 năm làm việc trong lĩnh vực này. Một nhân viên nhà máy điện ở tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc, một trong những khu vực bị mất điện tồi tệ nhất trong vài tuần qua, cho biết giá than đã tăng gần gấp đôi trong năm nay. Nhân viên này chia sẻ thêm. Caixin hôm ngày 26 tháng 9 dẫn lời người này cho biết nhà máy nơi ông làm việc đang thua lỗ trên mỗi kilowatt điện sản xuất và công ty chỉ đủ than để hoạt động trong 2 ngày. Tại tỉnh Hồ Nam, nhiều người đã phải cắt nguồn điện chiếu sáng nơi mặt tiền tòa nhà và biển quảng cáo trong giờ cao điểm. Vào ngày 22 tháng 9, chi nhánh của công ty StateGridCo, công ty điện lực lớn nhất nước tại tỉnh Hồ Nam đã cảnh báo rằng lượng than tồn kho trong tỉnh chỉ đủ cho 9 ngày phát điện. Các nhà máy điện than chiếm gần 50% lượng điện của tỉnh Hồ Nam. Tình trạng thiếu nguồn cung than đá đã leo thang trên khắp Trung Quốc. Dữ liệu từ Cổng Thông tin Công nghiệp cho thấy, tính đến ngày 27 tháng 9, số than trong kho tại 8 tỉnh phát triển nhất của Trung Quốc chỉ ở mức 18,29 triệu tấn, giảm 30% so với một năm trước. Dung lượng lưu trữ ở nhiều nơi giảm xuống mức thấp nhất từ trước đến nay. Là quốc gia đầu tiên phục hồi sau đại dịch, Trung Quốc đã nhận đơn đặt hàng sản xuất từ các quốc gia khác, vẫn đang phải vật lộn để ngăn chặn làn sóng bùng phát mới. Từ tháng 1 đến tháng 8, tổng giá trị xuất khẩu của Trung Quốc đạt mức kỷ lục là 13.560 tỷ nhân dân tệ, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Làn sóng xuất khẩu bùng nổ này thật sự nằm ngoài dự đoán của các nhà phân tích. Không ai dự đoán rằng xuất khẩu sẽ hoạt động tốt như vậy. Một nhà phân tích tài chính cho biết, xuất khẩu tăng vọt cũng khiến mức tiêu thụ năng lượng tăng cao và các nhà máy điện đang phải vật lộn để đảm bảo đủ than cho các nhà máy phát điện trong bối cảnh nguồn cung than giảm và giá tăng. Bởi thực tế là sản xuất điện từ than đá chiếm gần 70% sản lượng điện của Trung Quốc. Nỗ lực kiềm chế tình trạng dư thừa công suất và các yêu cầu khắt khe hơn về an toàn và môi trường đã làm giảm sản lượng than của Trung Quốc kể từ năm 2016. Cuộc khủng hoảng điện có thể còn tồi tệ hơn khi mùa đông đến. Sau tháng 9, Trung Quốc có thể thiếu hụt lên tới 222 triệu tấn than trong 5 tháng, tương đương 12% tổng nhu cầu, công ty Sinolink Security cho biết trong một báo cáo nghiên cứu. Tình hình còn phức tạp hơn do chiến dịch kiểm soát tình trạng sử dụng năng lượng và khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính nhằm chống biến đổi khí hậu. Và chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu giảm lượng khí thải carbon vào năm 2030. Chính quyền địa phương phải đáp ứng các mục tiêu cụ thể để giảm mức tiêu thụ năng lượng, điều mà nhiều tỉnh thành vẫn chưa thực hiện được. Một số chính quyền địa phương đã áp dụng các biện pháp quyết liệt như yêu cầu tạm dừng sản xuất để đạt mục tiêu trong quý 3 sau cảnh báo từ chính phủ Trung ương. Lộ rõ những lỗ hổng của nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Nguồn cung than bị thiếu hụt, xuất khẩu bùng nổ và việc chính quyền địa phương nỗ lực cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng công nghiệp nhằm đáp ứng các mục tiêu giảm phát thải khí carbon như một cú song kiếm hợp bích khiến nước này rơi vào tình cảnh như hiện nay. Thực tế này làm bùng lên lo ngại, làm tăng chi phí sản xuất công nghiệp và phá vỡ chuỗi cung ứng toàn cầu, các nhà phân tích cho biết. Thực tế là ngành công nghiệp sản xuất khổng lồ của Trung Quốc đang chịu ảnh hưởng lớn từ việc thiếu điện. Từ các nhà máy nhôm, thép, đến các nhà sản xuất hàng dệt may và chế biến đậu tương, tất cả đang được lệnh hạn chế hoạt động. Chính điều này đã làm bật lên nhu cầu cấp thiết của Trung Quốc trong việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế và giảm sự phụ thuộc vào các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng. Trung Quốc đã tăng tốc mở rộng các nguồn cung cấp năng lượng sạch. Theo Hội đồng Điện lực Trung Quốc, sản xuất điện không sử dụng nhiên liệu, bao gồm cả thủy điện và điện hạt nhân,
sẽ chiếm 47,3% công suất điện lắp đặt của cả nước vào cuối năm nay, lần đầu tiên vượt mức phát điện bằng than đá. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo, Trung Quốc vẫn cần phải đạt được những tiến bộ trong công nghệ lưu trữ điện năng để thích ứng với tính chất biến động của sản xuất năng lượng mới, vốn dễ bị ảnh hưởng do thời tiết. Theo ông Chen Guoping, phó tổng giám đốc State Grid, hệ thống lưới điện phải đối mặt với những thách thức lớn hơn để đối phó với nguồn cung cấp điện không đồng đều từ các nguồn năng lượng tái tạo. Vào ngày 30 tháng 9, State Grid dự báo tỉnh Liêu Ninh sẽ phải đối mặt với mức tiêu thụ điện tối đa là 5,39 triệu kW, tương đương 15% nhu cầu của tỉnh trong cao điểm mùa đông năm 2020. Chính quyền tỉnh này cảnh báo, ngay cả khi đã phân chia nguồn sử dụng điện cho các hộ mua điện công nghiệp, tỉnh này vẫn có nguy cơ phải cắt điện luân phiên. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên các nhà điều hành lưới điện ở Trung Quốc buộc phải tạm dừng hoặc phân bổ nguồn cung cấp điện cho khách hàng mua điện công nghiệp, nhưng việc cắt điện tại các khu dân cư là rất hiếm. Nó ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và là biện pháp cuối cùng trong tình trạng khẩn cấp, một nhân viên của State Grid cho biết. Phía nam của Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng lớn. Tại trung tâm sản xuất Quảng Đông, nguồn điện thiếu hụt lên tới 10% khi nhu cầu năng lượng của tỉnh này tăng lên mức kỷ lục là 141 triệu kW vào cuối tháng 9, tăng 11% so với mức đỉnh của năm ngoái. Một số tỉnh phía Nam bao gồm Quảng Đông, Quảng Tây và Vân Nam đã phải tổ chức cắt điện luân phiên trong năm nay. Vào cuối tháng 9, các trung tâm công nghiệp phía Đông Trung Quốc và các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang đưa ra các biện pháp quyết liệt hơn. Một số nhà máy thép, luyện nhôm, dệt may và nhiều công ty khác đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do yêu cầu ngừng sản xuất. Tại Chiết Giang, nơi sản xuất dệt may lớn nhất của Trung Quốc, 161 doanh nghiệp cũng bị buộc ngừng sản xuất từ ngày 21 tháng 9 cho đến cuối tháng. Một số nhà sản xuất nhỏ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng và buộc phải bán tài sản để cứu vãn tình hình. Chuyên gia Wu Xinyan tại CSF Financial Co. cho biết, với mức tiêu thụ năng lượng cao và tỷ suất lợi nhuận thấp, lợi thế cạnh tranh của Trung Quốc trong ngành dệt may sẽ tiếp tục bị thu hẹp và lợi thế sẽ dịch chuyển dần sang các nước Đông Nam Á. Tham vọng kiểm soát năng lượng của Trung Quốc cũng sẽ ảnh hưởng đến ngành thép lớn nhất thế giới của nước này. Theo China International Capital Corp, 19 tỉnh bị NDRC đưa vào danh sách đen vì không hoàn thành các mục tiêu kiểm soát khí phát thải, chiếm đến 53% trong tổng sản xuất thép của cả nước. Tôi chưa bao giờ chứng kiến phải ngừng sản xuất kéo dài quá lâu như vậy, một giám đốc điều hành nhà máy thép cho biết. Ông dự đoán rằng, trong tháng 10 này, tình hình còn tồi tệ hơn nữa. Trung Quốc sẽ tự do hóa giá điện. Cuộc khủng hoảng thiếu điện năm nay cũng làm nổi bật sự méo mó của thị trường do chính sách định giá điện của chính phủ Trung Quốc. Nói về tình trạng khủng hoảng hiện nay của Trung Quốc, ngoài cơn bão hoàn hảo trên, các nhà phân tích cho rằng việc chính phủ nắm quyền quyết định giá điện ở mức thấp đã bóp chết lợi nhuận của các công ty điện lực, khiến họ không có động lực sản xuất. Trong khi giá than theo giá thị trường, giá điện lại nằm trong tầm kiểm soát của nhà nước. Feng Zhongshan, một nhà nghiên cứu tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, khi giá nhiên liệu bao gồm than và khí đốt tự nhiên tăng cao, giá điện vẫn không thay đổi, trong khi thực tế, các hộ gia đình đã tăng sử dụng điện. Mặc dù Trung Quốc đã tiến hành một số đợt tái cơ cấu để tự do hóa thị trường điện từ năm 2015, chỉ 30% nguồn cung cấp điện được định giá theo thị trường, trong khi phần còn lại nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ. Nhưng đã có những dấu hiệu thay đổi dần dần khi một số tỉnh thành như Thượng Hải, Sơn Đông và Quảng Đông cho phép tự do hơn trong việc định giá điện tại địa phương. Và trong động thái mới nhất và được hoan nghênh, NDRC cho biết Trung Quốc sẽ tự do hóa hoàn toàn giá điện sản xuất từ than nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng điện như hiện nay và ngăn chặn thảm kịch tương tự xảy ra trong tương lai. Theo đó, Bắc Kinh sẽ yêu cầu những khách hàng trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại phải mua loại điện này theo giá thị trường. Theo NDRC, cơ quan hoạch định về kinh tế hàng đầu Trung Quốc, 100% điện sản xuất từ các nhà máy nhiệt điện than sẽ được định giá theo thị trường, tăng khoảng 70% so với mức giá hiện nay. Nhưng NDRC chưa thông báo thời gian áp dụng giá điện mới. Giới trẻ ngày càng ủng hộ trào lưu, nằm yên mặc kệ sự đời. Trung Quốc lo sốt vó giấc mộng Trung Hoa đổ bể. Dù làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, nhưng người trẻ Trung Quốc vẫn không đủ tiền mua nhà, không có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Do đó, ngày càng nhiều người mất động lực để cố gắng. Tan Bin, nằm yên mặc kệ sự đời, đang là cách sống của nhiều người trẻ Trung Quốc. Trong nhiều tháng qua,
những bình luận về Tan Bin đã tràn ngập trên các trang mạng xã hội của Trung Quốc, khiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phải đích thân lên tiếng. Trên trang tạp chí của nhà nước, QC, ông Tập cho biết, điều cần thiết là ngăn chặn sự trì trệ của thế hệ này, tạo cơ hội cho nhiều người trẻ có cơ hội làm giàu hơn và hình thành một môi trường tốt hơn để mọi người có thể tham gia, cùng với đó là tránh tình trạng nằm yên mặc kệ sự đời. Nằm yên mặc kệ sự đời là gì? Cụm từ này được dùng để miêu tả trạng thái con người chỉ làm những việc tối thiểu để sống qua ngày. Họ không phấn đấu tiến xa hơn, chỉ thực hiện những mục tiêu cơ bản. Quan điểm này trái ngược với mục tiêu trở thành một cá nhân nhiệt huyết đối với xã hội. Thay vì nỗ lực học tập chăm chỉ, mua nhà hay lập gia đình, một bộ phận của xã hội Trung Quốc lựa chọn bỏ qua những mục tiêu đó. Một số người nhận định quan điểm này đi ngược lại chủ nghĩa duy vật. Một số người khác nghi ngờ đây chỉ đơn giản là sự lười biếng. Trong khi đó, nhiều người cho rằng thái độ chống đối như vậy là kết quả tất yếu khi mọi người đã quá mệt mỏi với áp lực, cạnh tranh của cuộc sống hàng ngày. Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ. Nguồn gốc của khái niệm nằm yên mặc kệ sự đời. Không như nhiều từ thông dụng trước đó, Tan Bin không phải là đại diện cho xu hướng mới. Tuy nhiên, một bài đăng về chủ đề này trở nên viral vào tháng 4 năm 2021, thu hút sự chú ý lớn của nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ ở Trung Quốc. Trên Baidu, một người đàn ông khoảng 20 tuổi, Luo Haozhong, đã viết về việc anh lựa chọn lối sống tối giản này trong 2 năm. Người dùng này cho biết, cuộc sống của tôi đơn giản chỉ là nằm yên. Luo giải thích rằng, anh lựa chọn cuộc sống không áp lực, ít đam mê về vật chất, không cần cố gắng để có một việc làm ổn định khi sống cùng bố mẹ ở Chiết Giang. Anh đã tìm được một công việc hoàn hảo cho bản thân, đó là đóng vai xác chết trong một bộ phim. Luo đăng tải hình ảnh mình đang nằm, mặc trang phục thích khách trong một bộ phim cổ trang. Anh nói, khi nằm yên, không có nghĩa là tôi chỉ như vậy và không làm bất cứ điều gì. Nằm yên là một khái niệm trong tâm trí của tôi. Đó là khi tôi cảm thấy mình không cần dành nhiều sự quan tâm và sức lực cho nhiều thứ. Tại sao nhiều người trẻ ở Trung Quốc đồng tình với quan điểm này? Trước đây, nhiều người trẻ Trung Quốc cũng chia sẻ câu chuyện tương tự như Luo. Một nhóm lao động nhập cư tự gọi mình là Đại thần Tam Hà từng chia sẻ họ đi lang thang trong khu Tam Hà thuộc quận Long Hoa của Thâm Quyến. Họ cảm thấy mệt mỏi khi phải làm việc nhiều giờ trong nhà máy với mức lương ít ỏi. Nhóm này chỉ nhận những công việc tạm bợ và nhận tiền cho một ngày làm việc. Phương châm sống của nhóm này là với một ngày lương, bạn có thể ăn chơi trong 3 ngày. Họ ngủ ở các công viên công cộng, ăn mì gói và chơi ở các quán internet cho đến khi hết tiền. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã can thiệp và câu chuyện của họ không còn được chia sẻ rộng rãi. Trong thời đại internet phát triển, các trang mạng xã hội có vô số những bài đăng với nội dung phàn nàn về khó khăn trong việc cạnh tranh do công việc, cuộc sống. Theo SCMP, khái niệm Tan Bin trở nên nổi tiếng vì nó khuyến khích mọi người không hành động gì, chỉ ngồi im. Luo cho biết, vì chúng ta chưa từng có tư tưởng đề cao tính chủ quan của con người, nên tôi sẽ tự tạo ra nó. Nằm yên chính là hành động khôn ngoan đối với tôi. Quan điểm này đã có sức ảnh hưởng đến người lao động trẻ ở Trung Quốc. Nhóm này vốn chán nản, thất vọng vì chịu ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế suy thoái, căng thẳng thương mại với phương Tây và đại dịch Covid-19. Ngoài ra, lao động trẻ Trung Quốc cũng mệt mỏi sau nhiều năm phải trải qua văn hóa làm việc 996, khiến họ cạn kiệt sức lực. Dù làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần, nhưng họ vẫn không đủ tiền mua nhà, không có được sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Do đó, ngày càng nhiều người mất động lực để cố gắng. Rủi ro của quan điểm nằm yên đối với giấc mộng Trung Hoa. Từ những nhân viên văn phòng ở các thành phố lớn cho đến sinh viên đại học, rất nhiều người trẻ ở Trung Quốc tự gọi mình là thế hệ trẻ nằm yên trên các trang mạng xã hội. Thậm chí, những chiếc áo phông in logo thế hệ trẻ nằm yên không làm gì cũng bán rất chạy. Giới chức Trung Quốc đang nỗ lực kiểm soát trào lưu này. Họ lo ngại rằng tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế và xã hội. Theo các nhà kinh tế và bình luận xã hội, về lâu dài, việc nằm yên mặc kệ sự đời sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động tiêu dùng hay tăng trưởng kinh tế, mà còn tác động tới tỷ lệ sinh vốn đã giảm mạnh ở Trung Quốc. Các nhà tâm lý học và bác sĩ cũng cảnh báo việc người trẻ lâu ngày không vận động sẽ làm tăng nguy cơ mắc các chứng rối loạn về thể chất và tinh thần,
bao gồm bệnh tim và trầm cảm. Tiến sĩ Gavin Shin Hinchu, cựu phó giáo sư ở Đại học Thâm Quyến, nhận định rằng việc giới chức Trung Quốc tỏ ra lo ngại là điều không khó hiểu. Ông cho hay, nếu việc này trở nên phổ biến, kỳ vọng của người trẻ về việc tăng thu nhập, tiêu dùng, kết hôn và sinh con sẽ bị ảnh hưởng. Điều này sẽ gây bất lợi cho mục tiêu tránh bẫy thu nhập trung bình của Trung Quốc khi tăng trưởng và thu nhập đã suy giảm. Kinh tế Trung Quốc đã ghi nhận sự hồi phục ấn tượng sau đại dịch, nhưng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn như những rắc rối của thị trường bất động sản, khủng hoảng năng lượng, tâm lý tiêu dùng đi xuống và chi phí nguyên vật liệu tăng cao. Trong nỗ lực giải quyết những vấn đề như hiện nay, ông Tập đã bổ sung chi tiết cho mục tiêu thịnh vượng chung và cho biết đã đến lúc Trung Quốc phải thúc đẩy mục tiêu là mọi công dân đều có cơ hội trở nên giàu có. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng chính quyền các cấp không nên đưa ra những lời hứa hẹn mà không thể làm, tránh tiếp tay cho những người lười biếng.